Đây là thời khắc giao thừa Tết Giáp Thìn 2024 và đây là điểm bắn pháo hoa ở Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong 8 điểm bắn pháo hoa tại thành phố Hồ Chí Minh dịp giao thừa Tết Giáp Thìn này. Cái điểm bắn pháo hoa ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh á thì ở trên cái bờ hầm sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm. Trước đây là quận 2. Bây giờ là thành phố Thủ Đức. Đây là một trong 8 điểm bắn pháo hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Năm nay thì có cái ngày 30 âm lịch qua ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn. Và trong 9 năm tới thì chỉ có ngày 29 âm lịch mà thôi. Trong 9 năm tới thì mới có ngày 30 lặp lại. Năm nay cái điểm bắn pháo hoa ở bờ sông Sài Gòn này thì mọi người thường tập trung ở công viên Bến Bạch Đằng trước cái thời khắc giao thừa này, rất là đông để xem bắn pháo hoa. Thì có cái hiện tượng là bị khói khá là nhiều, khói từ cái pháo hoa này. Cho nên nếu ai đứng ở cái bên phía quận 1 á, thì nhìn sẽ bị cái hiện tượng khói khá là nhiều. Cái video này mình quay là đang đứng ở phía quận 7 và nhìn qua hướng sông Sài Gòn, quay bằng flycam từ trên cao. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, cá nhân mình xin kính chúc các bạn, các anh chị và gia đình một năm mới sức khỏe, mọi điều may mắn. Kính chúc các bạn, các anh chị năm mới phát tài, luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh YouTube của mình trong suốt thời gian qua và hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người trong thời gian tới. Thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, kính chúc mọi người sức khỏe và một năm mới phát tài. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Xin chào tạm biệt và kính chúc các bạn chị sức khỏe, một năm mới, mọi điều may mắn, tốt đẹp. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.